hoài. Jordan đang chơi rock paper scissors với lại anh Anna. Không, chị định cho Jordan đó là coi như là hoa hậu thân thiện. Còn anh hai không về chơi với ai chứ. Ngồi chơi chơi vậy thôi chứ không chơi với ai. Em có cảm giác hai giấc mãi dễ sợ luôn á. Đi chen nghe là nhỏ vậy đó. Dạ. Về cái gì đó gì tư dắt về cái gì á. Ai chơi hiểu hết trơn luôn á, nghe hiểu hết mà không ai hỏi gì không cần nói chuyện luôn. Giống ghê á. Ai dậu á. Mai má thắng à. Mai buổi trưa má Hân nấu cái mùa Huế cho em. Mai Hân nghỉ làm cho nên Hân đi chợ mua buôn. Bạn thích ăn không ạ? Bạn thích ăn bún bò Huế lắm. Mà Hân nói má Hân nấu bún bò Huế ngon. Ê, be nice and be kind, please. Rồi, chơi nhẹ nhẹ, đúng rồi. Cái này là cái như là cái máy lạnh vậy không? Kia giờ mình đi bộ, mình đi uống nước đi, đi lên trên lầu nhìn xuống cái gì đó, nhìn xuống thành phố. Con nên mặc mấy bộ đồ này nè Bo, thấy không? Cái cánh tay chỗ có nhiều người ta phải chích mấy cánh tay cho nó nhỏ lại ra này kia không? Rồi mặc đồ gì mà giống thằng ông quá trời, con gái gì mặc đồ giống thằng ông quá trời. Vừa làm gì? Nước dừa hộp á hả? Nước dừa hộp bên con nhóc có chân lấy anh chị. Uống là uống dừa tươi chứ tôi không uống dừa hộp. Đây đâu có cô dừa tươi rồi. Trời ơi, đầy 35 ngàn trái, hỏi thay đứa đó coi. Đúng rồi, hôm bữa đi cô ơi. Ở bên chỗ nhà hai, hôm bữa đi bỏ đứa nữa. Ờ. Tại sao con mua hai hộp rồi về lại uống? À, biết sao mà anh không mua, con mua thôi. Không, mua uống dừa.